Thưa quý vị và các bạn, năm 2024, năm giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, thực hiện chủ đề năm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội, phát huy những kết quả đạt được của năm 2023, cũng như vai trò trách nhiệm của tổ chức hội và cán bộ hội viên. Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã tổ chức phát động và chỉ đạo triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động và các nhiệm vụ trọng tâm ngay từ những ngày đầu và tháng đầu của năm. Nhìn lại một năm 2023, có thể thấy các cấp hội phụ nữ thành phố Bắc Giang đã đạt được những kết quả rất đáng phấn khởi. Do triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động hội với nhiều việc làm nổi bật, sáng tạo. Vì vậy, cả 4 nhiệm vụ trọng tâm thành ủy giao và 26 chỉ tiêu thi đua, Hội Phụ nữ thành phố đã hoàn thành xuất sắc. Với kết quả đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã vinh dự được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng bằng khen, cùng nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp ngành cho công tác hội và các phong trào thi đua. Trong năm 2023 thì có thể nói là vị trí vai trò của phụ nữ, đặc biệt là tổ chức hội phụ nữ ở thành phố các cấp đã phát huy rất tốt, rất hiệu quả cái vai trò của các cái phong trào hội. Có thể thấy là trên các mặt, từ trong phát triển kinh tế xã hội, tuyên truyền chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, cho thấy rất hiệu quả, nhất là trong các cái phong trào, ví dụ phong trào Chủ nhật xanh, vệ sinh môi trường, rồi trong giải phóng mặt bằng, thì có thể thấy được cái vị trí vai trò người phụ nữ. Năm 2024 này, với 5 nhiệm vụ trọng tâm và 28 chỉ tiêu thi đua, chủ đề năm là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội. Ngay từ đầu năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã triển khai, quán triệt tinh thần chỉ đạo của hội cấp trên tới các cơ sở hội và tổ chức ký kết giao ước thi đua, cam kết cùng nhau thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Năm 2024 này, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Dĩnh Trì tập trung vào việc nâng cao năng lực cho cán bộ hội viên phụ nữ, đồng thời tích cực tuyên truyền cho cán bộ hội viên phụ nữ nâng cao nhận thức về công tác chuyển đổi số, hướng dẫn hội viên phụ nữ sử dụng điện thoại thông minh để truy cập vào những thông tin hiện đại bổ ích phù hợp với nhu cầu của bản thân mình. Đặc biệt, ngay từ đầu năm, các cấp hội phụ nữ thành phố đã tổ chức hoạt động chung tay chăm lo Tết cho người nghèo đầy thiết thực ý nghĩa. Đây là chương trình mùa đông ấm áp cho hội viên phụ nữ nghèo và mẹ đỡ đầu trẻ em mồ côi năm 2024 của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố. Hay chương trình gói bánh trưng xanh của Hội Phụ nữ phường Trần Phú với mong muốn làm đủ đầy hơn gian hàng không đồng dành tặng cho phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Hàng trăm phần quà chung tay chia sẻ yêu thương như thế đã được các cấp hội phụ nữ thành phố gửi đến những hội viên nghèo, hội viên và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Hôm nay là phường Trần Phú, ban chấp hành có tổ chức một cái cuộc gói bánh chưng thì để trao tặng quà cho các hội viên khó khăn. Thì đây tất cả các chị em là rất là nhiệt tình, sôi nổi suốt từ chiều hôm qua đã lau lá bánh này, hôm nay là sôi nổi trong cái phong trào gói bánh từ sáng giờ rất là nhiệt tình. Thì mọi người là đều phấn khởi hồ hởi để đem lại cái tình thương mái ấm cho mọi người. Chương trình ra quân vệ sinh môi trường và phát động Tết trồng cây vừa được tổ chức cuối tháng 1 năm 2024, cũng là một chương trình khởi động cho hàng loạt hoạt động của các cấp hội phụ nữ trong năm 2024 này. Hoạt động trồng cây xanh và vệ sinh môi trường rất là có ý nghĩa, tạo cho không gian của xã Song Mai chúng tôi ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp hơn và cũng là góp phần để tuyên truyền tới mọi người dân trong toàn xã có ý thức bảo vệ môi trường. Ngay từ đầu năm thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo các cơ sở hội thì xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu thi đua, bám vào chủ đề năm để phát huy được những cái ưu điểm của năm 2023 để thực hiện có hiệu quả các cái chỉ tiêu thi đua, các cuộc vận động cũng như các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 để phấn đấu luôn luôn đứng ở trong top đầu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà tỉnh hội cũng như là thành ủy, ủy ban thành phố giao. Xác định khối lượng công việc rất lớn, do vậy các cấp hội phụ nữ thành phố đã bắt tay vào việc ngay từ những ngày đầu, tháng đầu. Với mong muốn năm 2024 sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, giữ vững là đơn vị dẫn đầu trong phong trào phụ nữ tỉnh Bắc Giang.